Chào mừng anh em đã quay trở lại với Aloxe. Hiện tại thì mình đang có mặt cửa hàng hệ thống Hát Ngoài Bình Minh chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếng Cù, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương nha. Phía sau lưng đất đây là dòng xe Honda CBG 150G được nhập khẩu chính hãng, nguyên chiếc từ Indo về luôn. Thì mình sẽ có cái màu thể thao như thế này. Thì thời gian trước thì mình cũng có đăng tải cho anh em là cái màu đen nhám. Chung thì đối với cái mẫu xe này thì nó ít đó anh em, nó không có nhiều màu sắc nữa. Thì mỗi lần về thì nó chỉ về một phiên bản như thế này thôi. Lần trước thì mình sẽ báo cho anh em là phiên bản đặc biệt là 64 triệu. Còn hôm nay mình sẽ lên cho anh em là phiên bản thể thao 65 triệu nha anh em. Phiên bản thể thao mâm màu vàng đồng. Đây anh em xem nè. Đó, nhìn rất là đã nha, cặp phục nó to bự luôn, nhìn sẽ cứng cáp rất là nhiều. Đây là một trong những cái mẫu xe với cái kiểu dáng sport bike nha. Nhiều anh em mình thích mà kiểu cái kiểu xe mà nó thể thao, nó năng động như thế này thì đây là một trong những cái dòng xe mà anh em có thể là mình lựa chọn. Rồi, đối với mức giá này thì đã bao gồm VT rồi nha, chưa bao gồm những khoản chi phí lăn bánh. Anh em mình muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cái khoản chi phí lăn bánh á, thì anh em hãy liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình. Còn anh em mình mà mua xe mà tự làm biển số luôn á, thì anh em sẽ mua đúng mức giá mà Đức vừa báo cho anh em luôn. Anh em lại đến cửa hàng, anh em trả đúng số tiền này, anh em lấy xe về và anh em tự làm biển số nha, rất đơn giản. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái chiếc này nhé. Anh em mình xem tổng thể cái chiếc này được thiết kế với kiểu dáng nhìn nó thể thao ha. Anh em mình kiểu là mình thích kiểu nó năng động, nhìn nó kiểu nó ngầu á. Thì đây là một trong những cái mẫu xe mà anh em có thể lựa chọn. Anh em nhìn xem nè, nhìn cái đầu đèn phía trước nè, nhìn rất là ngầu luôn anh em. Nhìn rất là phê ha. Thêm hai cái gương hậu nữa, dài chỉ ra như thế này, đó, nhìn siêu ngầu. Đó. Hai cái đèn điện mi, nhìn giống như hai con mắt cáo vậy đó. Đây anh em. Rồi, xi nhan G nha anh em, xi nhan G. Rồi. Mâm thì mâm vàng đồng nha, phột thì một upside down màu vàng như thế này, quá đã luôn. Được trang bị hệ thống chống bớt phanh ABS cho cả bên trước và bên sau luôn nha anh em. Đây, cho cả bên trước và bên sau luôn. Đó, phanh ABS nha, hai bê tông nha anh em. Rồi, chiếc này thì sử dụng lớp IGC nha anh em. Lớp IGC nha. Kích thước của nó là 180-17. 180-17 thì lớp sau chắc có 120 anh em. 120. Để tí mình xem coi. Rồi, hệ thống đèn. Hệ thống đèn LED nha anh em. Ok ha, anh em mua chiếc này về anh em thêm đi chợ sáng thì kia đó nhìn rất là ngầu, nhìn nó đẹp. Rồi. Lớp sau 130 anh em ơi. Lớp sau 130. 17 70. Đó, bình xăng thì là 12 lít. Quá đã luôn anh em. Bình xăng 12 lít to bự như thế này. Anh em đổ đầy bình anh em đi phượt thờ Vivu luôn á. Đây. Bình xăng 12 lít. Phuộc Sova anh em nha, phuộc Sova, dòng phuộc rất là nổi tiếng của Indo. Đây. Đó. Quá chì bình thường thôi. Mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ LCD. À, giống như của Winnet anh em. Giống như của Winnet. Rồi, đây. Cái số khung nè, số khung MH nè là được nhập khẩu nguyên chiếc tiền tôi về. Cục máy sơn cái màu vàng nhìn rất là nhìn nó đã anh em ha. Hệ thống nhôm sinh dĩa nè. Đuôi xe thì được thiết kế dạng nó vuốt nhọn như thế này đây. Nhìn trông rất là thể thao luôn. Phối thêm cái dè trắng bùn kết hợp cái xi nhan G rất thể thao luôn, năng động. Rồi, hệ thống phanh sau. Phanh sau thì được trang bị phanh ABS anh em nha, phanh ABS luôn nè. Đó. Bô, đây bô xe. Cái bô xe này thì mình cảm giác mình không thích lắm. Cái tiếng bô của nó nghe nó cảm giác như nó giống như xe tay ga nè, nhìn kiểu nó không có uy lực lắm. Cái chiếc này thì cần một cái bô nó uy lực hơn, giống như Winnet anh em. Rồi. Ok nha anh em. Một màu sắc quá tuyệt vời luôn, công tay 6 số, động cơ DOHC làm mắt bằng dung dịch. Nhìn cái cặp phuộc cái thấy uy tín à, nhìn đã. Một vàng đồng đó nè. Rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu là 2,91 lít trên 100 cây số nha anh em. Ok chưa? Đấy. Rồi, tem xe. Đó. Tuyệt vời luôn. Thể thao HKC. Đây. Để có lường xe nè. À, lường xe nó có thêm cái logo Honda nè. Easy như xe đua.
quá đã luôn. Cho anh em mình xem sơ qua cái bảng thông số kỹ thuật nha anh em. Đây, 139 kg. Đây, 139 kg. Độ cao yên là 788. Gầm xe là 151, gầm cũng khá là cao ha. Dung tích 12 lít. Kích thước lớp trước là 180-17, lớp sau là 130-17. Ống lòng dầm trắng thủy lực, phục sau là một phục thôi, theo gọi là lò xo chủ đơn. Động cơ là phun xe điện tử 4 kỳ DOC cylinder công tay 6 số làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa là 12,6 kW tại 9.000 vòng trên phút. Dung tích nhớt khi thay nhớt là 1.1 lít anh em nha, 1.1 lít, nó như là nó bằng bằng winner luôn á anh em. Rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu là 2,91 nè. Loại động cơ là cơ khí. Đó. Moment thì là 17,7 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Dung tích xi lanh của nó là 149,2 cm khối và tỷ số nén là 11,391. Đó. Thì đó là sơ lược cho anh em về các thông số kỹ thuật của mẫu xe Honda CBR 150R phiên bản thể thao này. Một trong những cái dòng xe công tay kiểu dáng sport bar như thế này. Nhiều anh nam mình rất là thích luôn. Ok ha, tem xe là tuyệt vời. Nói chung là màu này rất là nổi rồi, không còn gì để chê. Anh em về anh em độ thêm một vài cái chi tiết xe nữa ha, vài cái kiển này là lên gần như là quá đã luôn. Mà anh em lên đèn này kia đâu nữa ha, lên vài cái đèn. Đặc biệt là chiếc này á, là hệ thống chống bó cái phanh ABS cho cả bên trước và bên sau, cho anh em một cái cảm giác vận hành nó anh em chạy nhanh thắng gấp này kia đồ, nó cảm giác an toàn an tâm hơn. Ok chưa anh em? Và hai bít tông luôn, hai bít tông rồi, quá tuyệt vời. Nói chung thì cái mẫu này thì mình nghĩ anh em thì chỉ đi những đoạn đường dạng như là lâu lâu anh em đi xa, còn nếu mà anh em đi xa nhiều đi chiếc này mình nghĩ anh em rất là mệt, rất là không được thoải mái, hơi mỏi anh em, tại vì cái tư thế cái ngồi của chiếc này á, lúc nào anh em phải cũng cúi người xuống hết trơn á. Tức là khi mà anh em đi xa nhiều thì đảm bảo đi chiếc này thì rất là mệt, cực kỳ mệt, nó không có được thoải mái tại tư thế của mình á. Tư thế của mình kiểu dạng sport bike, dạng như là chồm người qua phía trước á anh em. Thì anh em đi lâu thì lâu ngày lâu quá thì nó sẽ bị mỏi hai cái vai. Ok chưa? Nó sẽ mỏi hai cái vai, nó sẽ không có giống như những dòng xe Lexus cổ điển. Giống như mấy mẫu xe mà nét cà phê anh em thì nó sẽ kiểu dáng cái tư thế ngồi nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Nó đỡ bị mỏi hơn so với những dòng sport bike như thế này. Nó tùy anh em thôi. Anh em thích ngồi anh em đi những mẫu này thì lâu lâu anh em sách đi phượt đi xa một vài hôm thì ok. Còn anh em mà đi thường đi xa nhiều thì đảm bảo đi chiếc này rất là mệt. Rồi ok anh em nhé. Anh em mình tham khảo chi tiết hơn về chiếc này thì anh em hãy đến ngay với hệ thống Headquarter Bình Minh chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếu Cù để tham khảo chi tiết hơn nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Nãy giờ thì anh em mình cũng đã tìm hiểu chi tiết về cái dòng xe Honda CBR 150R 2024 cho anh em mà tham khảo cái phiên bản thể thao màu đỏ xanh trắng đen này với mức giá bán là 65 triệu nha, đã bao gồm VT rồi. Thì anh em mình kiểu anh em mình thích cái mẫu này thì anh em mình có thể lựa chọn, tại vì đây là một trong những cái dòng xe được nhập khẩu chính hãng về luôn, được Honda Việt Nam nhập khẩu chính hãng về, sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km thì được khi nào đến trước nha. Nói chung thì anh em mình quan tâm thì anh em đến với hệ thống Khách Hoài Minh nhé. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều.